Kính thưa tất cả quý vị khán giả của Việt Face TV Úc Châu cũng như tất cả quý vị khán thính giả của Việt Face TV trên toàn thế giới. Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ, chúng tôi Lưu Tường Quang cũng như tất cả quý anh em làm việc tại Việt Face TV kính gửi tới quý vị lời chúc lành năm mới, cầu chúc quý vị an vui, hạnh phúc, thành đạt. Năm nay chúng ta đặc biệt kỷ niệm đến cuộc hải chiến Hoàng Sa 40 năm. Thì đây, cái mùa xuân này cũng là mùa xuân Hoàng Sa. Và đặc biệt chúng ta tưởng nhớ ghi ân với những người đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam, những người đã nối tiếp cái truyền thống hào hùng của cha ông đã để lại trong việc xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Cho nên cũng vì lý do này, trong khi chúng ta vui xuân, chúng ta không quên những chiến sĩ đã từng hy sinh để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như đã từng hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Một lần nữa, thay mặt toàn thể các anh chị em làm việc tại Việt Face TV Úc Châu, chúng tôi xin kính chúc quý vị an vui, hưởng xuân tại xuân quê hương, nhưng mà không bao giờ quên đất nước cội nguồn của chúng ta, là đất nước thân yêu của chúng ta, là Việt Nam. Trân trọng kính chào tất cả quý vị.